Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Calibre Bitcoin. Calibre Bitcoin sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví chút wallet để chứa các cái đồng tiền điện tử như ETH, BTC như tất cả các bạn để tham gia, để làm với iRob hoặc là những để lưu trữ những đồng coin trên nền tảng Ethereum nha các bạn. Rồi để các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn tải về một cái app là ví chút wallet. Mình có để phần link mô tả, nó chuyển về các bạn về Sidley hoặc Store, các bạn mở lên. Rồi sau khi các bạn mở lên, nhưng nó có một gì, các bạn bấm vào mục tạo ví mới các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục tôi chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục. Rồi đây thì có 12 ký tự nữa các bạn. Các bạn lưu ý nha. Rồi các bạn ghi 12 ký tự này rồi vào cái cây này đi. Các bạn nhớ chữ lấy hoặc lấy cái điện thoại khác chụp màn hình lên các bạn. Sau khi mình có mắt chí, mình lấy 12 ký tự này mình khôi phục lại được các bạn. Vì mình để mình tắt rồi mình ghi rằng mình không gian đăng ký các bạn. Rồi các bạn ghi đi nha. Rồi sau khi mình đã cắt an ngưng và mình đã ghi rồi các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục nữa các bạn. Đây nè. Rất là dễ luôn. Rồi các bạn khôi phục lại 12 cụm từ với từ hồi nãy là các bạn bao sắp xếp để cho đúng nha. Hồi nãy số 1 là mình là C. Đâu trời. Sion nè. Các bạn nhấp vào nha. Số 2 là Mirat nè. Các bạn lựa từ cụm từ nha các bạn ghi vô. Số 3 là Fori nè. Số 4 là Tini nè. Số 5 là Bay nè. Số 6 là Cao nè. Các bạn sắp lại theo trình tự nó là được nha các bạn. Số 7 là Ladder nè. Số 8 là X-Bay nè. Số 9 là Jay nè. Số 10 là Mi Shit nè. 11 là Boot nè. 12 rồi kết thúc nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào. Rồi như vậy là nó đã làm rất tốt rồi, các bạn bấm nút làm xong các bạn. Rồi như vậy là các bạn đã có một cái ví hoàn chỉnh ETH nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút bỏ đi. Đây thì sau khi vào cái ví thì có ba cái ví ETH, BTC và BNB. Các bạn muốn tìm những cái đồng coin nào thì các bạn nhấp vào cho cộng đây nè. Ví dụ như mình tìm thấp căn CNB đi, CNB nè. CNB của Coinbase các bạn bấm vô gõ cái mật khẩu ra nè, bấm vào lúc này nè. Rồi vậy là nó đã cập nhật xong cho các bạn một cái gì Coinbase nữa. Tất cả các đồng tiền ảo trên mạng thì các bạn gõ vào, các bạn lựa chọn nha các bạn. Sau khi bạn có muốn bán hay là muốn gỡ gì đó, đây thì các bạn nhấp vào nè. ETH nè, ví dụ nha. Gỡ nè. Rồi ví dụ như bạn gỡ. Rồi các bạn bắt địa chỉ người nhận vào, rồi các bạn nhấp số lượng ETH hoặc là bấm nút tối đa. Rồi nếu bạn muốn gỡ hết thì bấm nút tối đa, các bạn bấm nút tiếp theo nha các bạn. Rồi đây các bạn muốn nhận nè. Nhận là nó sau khi cái gì, các bạn nhớ copy cái ví này là những trang web hay là những cái nền tảng iDrop nào nó kêu các bạn điền ví. Các bạn copy được cái ví này cho các bạn là nó sẽ gửi về những cái đồng tiền cho các bạn. Còn những đồng tiền nào mà không có nữa, các bạn không có trên ví chút nữa, mình hướng dẫn các bạn luôn nha các bạn. Các bạn vào Google Chrome nè. Thôi đi. Các bạn gõ ecscan. ecscan.io nè, ecscan nè. Nè, ecscan nè, các bạn cập nhật những đồng tiền trên đây cũng được đó. Mình hướng dẫn các bạn cập nhật nha. Thôi, cái này thì khi nào các bạn cần thì thiếu đồng tiền này là iPad mình đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn ép vào nha. Đây thì cái ví chút wallet này nó hỗ trợ rất là nhiều luôn rồi. Rất là nhiều cái đồng tiền luôn. Tùm lum đồng tiền, mình gõ cái là ra đồng tiền. Nè, thấy không? Các bạn chỉ gõ là các bạn muốn tìm cái đồng coin nào là các bạn gõ là nó ra liền rồi, thấy không? Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình trả lời cho các bạn nha các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình sẽ thu mua những cái đồng coin nào cho những đồng coin cho các bạn nha các bạn. Những các bạn nào mà làm phía
đăng ký ủng hộ cho kênh mình sẽ thu mua cho cả cho các anh em. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha.